cao, mây rơi thấp, mây trắng lừng lơ như vô tận. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban, nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Dạ chào cô, dạ thưa cô, con là Trung Lý, con trong nhóm Phật tử trẻ mắt thương nhìn đời. Hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Di Lặc, con xin phép được hỏi cô một số câu hỏi. Là kỳ khóa tu kỳ 2 vừa rồi, cô có được tham dự khóa tu và có được nghe Thượng Tọa Thích Tịnh giảng chưa? Cái kỳ vừa rồi là kỳ 2 phải không? Dạ đúng. Thì cô cũng được cái duyên là được tới đây để mà được nghe Thượng Tọa Thích Tịnh giảng. Dạ. Dạ, vậy cô cho con hỏi cảm nghĩ của cô như thế nào khi cô nghe thầy giảng, và cô có thích những bài giảng của thầy không? Thật tình đó là lần đầu tiên thì cô nghe thầy giảng, nhưng mà sau đó thì cô cũng được nghe nhiều cuộn băng của thầy, thì thanh thơ cô thấy là những lời giảng của thầy có rất có chiều sâu và có thể làm cho cô cảm thấy được rằng là cô cần phải tới nữa để nghe nữa, thì cô mới học hỏi được nhiều hơn nữa. Dạ, dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. Xin mời các Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2009. Điều đầu tiên là hôm nay tôi nhìn thấy các vị ngồi rất là đẹp. Chúng ta sẽ thử thực tập chừng 5-3 phút. Các vị nhiếp tâm trong hơi thở, lặng yên thở vô thở ra, thưởng thức hơi thở của mình giống như các vị thưởng thức một cây cà rem vậy đó. Xưa giờ mình cứ thưởng thức những thứ bên ngoài, bây giờ các vị quay vào thưởng thức cái tự có nơi chính các vị. Và mình không cần làm gì nhiều cả,
Mình cứ nhận biết hơi thở đang đi vô trên hai cánh mũi của mình, rồi nó đi ra thôi. Và hãy để nó tự nhiên, ngắn cũng được, dài cũng được, không quan trọng. Và các vị chỉ cần thở 5-3 hơi và mình tập thành một cái thói quen như thế này. Và sau này trong những lúc các vị nghe lòng bồn chồn bất an, hay là những cái cơn giận tức nó sinh khởi trong tâm các vị, thì các vị chỉ cần đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở. Nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra trên cánh mũi của mình. Thế thì tất cả những cái năng lượng nó tuôn chảy về cái hướng cảm thọ tiêu cực tự nhiên nó bị cắt dòng, nó quay trở về. Và mình thực tập điều này cho giỏi thì mình có khả năng trị liệu được tất cả những cái cảm thọ tiêu cực bất an sinh khởi trong thân tâm mình. Và mình cũng có thể giúp được rất là nhiều người, họ trị liệu được những cái bất an xung động lên tâm thức của họ. Giờ tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị thử thực tập điều này rất là dễ.
Thưa đại chúng, là trong mấy phút các vị nghe chuông rồi các vị nhiếp tâm trong hơi thở, trong tâm thức của các vị nó có khởi lên cái tiếng nói thầm thì gì không? Có khởi không? Nếu mà không khởi một tiếng nào rất là hay á. Rồi một cái ví dụ thêm nữa, ví dụ như tôi ngồi đây tôi cứ kiếm cách câu giờ, uống cốc trà mất mấy phút, rồi lau cái tay mất mấy phút, sửa bộ mất mấy phút, thì các vị có khởi trong tâm thức các vị cái tiếng nói thầm thì gì không? Thầy Phước Tịnh không làm chi, chuyện của ông kể ông nhắm mắt gì đâu mà mình phải thắc mắc, phải vào ví dụ như thế. Thưa, đó là trường hợp mà chúng ta tu giỏi. Trường hợp mà tu không giỏi thì sao? Sao mà giờ thuyết pháp mà rề rà, mất thì giờ quá, phải không? Dạ. Và thưa các vị, cái nguyên tắc của thiền tập đó là các vị làm thế nào trong cái giờ các vị thở vào thở ra đó, chỉ thuần còn một điều quan trọng, đó là sự nhận biết của các vị thôi. Nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra. Thông thường những cái truyền thống thiền Vipassana thì họ bắt mình phải niệm, tức là thở vô thở ra, tức là mình dùng cái tiếng nói để điểm mặt cái sinh hoạt hơi thở của mình, tức là vừa thở vừa nói thầm một tiếng là tôi đang thở vô, tôi đang thở ra. Tại sao phải làm như vậy giai đoạn đầu? Thưa các vị, do vì mình chỉ thuần đem cái sự nhận biết để biết hơi thở đang đi vô đi ra, thế thì hơi thở mình nó đi một đằng, tâm thức mình nó sẽ đi một nẻo. Cho nên mình phải vận dụng ý thức của mình, tức là sự nhận biết của mình đã thể hiện qua ngôn ngữ, để nó luôn luôn đi sát với hơi thở. Như thế thì tâm mình nó mới không có chạy đi chơi xa. Bằng không thì cái sự nhận biết của các vị nó rất là tinh tế, rất là vô hình. Cho nên các vị không thể dùng cái sự nhận biết để nhận biết hơi thở đi vô đi ra một cách hoàn thiện được. Do vậy cái truyền thống thiền Vipassana người ta bắt mình phải niệm hơi thở. Niệm hơi thở nghĩa là khởi một tiếng nói, tôi đang thở vào, tôi đang thở ra. Thế thôi chứ chẳng có chi lạ. Nhưng mà khi các vị tu đến một cái trình độ tâm thức nó thuần rồi thì chúng ta không cần phải dùng cái tiếng nói thầm để nhận biết động thái của hơi thở hay là động thái của thân. Tại sao? Tại vì khi chúng ta còn khởi một tiếng nói thầm, có nghĩa là tâm thức ta còn có một bóng dáng của sự sinh diệt. Và hình ảnh của sự sinh diệt có mặt trong tâm thức thì các vị mãi còn chìm trong sự sinh diệt, chưa thể đạt thẳng vào cái cội nguồn bản thể vô ngã của các vị. Vô ngã có nghĩa là vô sinh, và vô sinh thì vô diệt. Và chứng được Niết Bàn ngay trạng thái vô ngã của tự tâm. Và cái nhận biết đơn thuần, không có thầm thì tiếng nói, không có cái ngôn ngữ gì chen vô, chỉ là một sự nhận biết đơn thuần, tĩnh lặng, sáng tỏ hiện tiền, thì các vị thể nghiệm điều này sẽ chứng minh được trạng thái tâm vô ngã của các vị ngay hiện giờ và ở đây thôi. Do vậy, bước đầu ta cần dùng cái tiếng niệm như hít vào, thở ra, hơi thở ta, tôi đang đi vô, hơi thở tôi đang đi ra, tôi nghe thân tôi dịu mát, tôi nghe thân tôi an lành, vân vân. Đó là cái cách dùng ý niệm đi kèm với sự nhận biết. Rồi cái ý niệm này nó dẫn dắt các vị an trú được tâm, tức là không còn khởi cái ý thức lăng xăng chạy đi đâu nữa. Lúc bây giờ thì ta buông cái ý niệm, mà chỉ còn cái trạng thái nhận biết đơn thuần, tỉnh tại, sáng rõ hiện tiền, không cần niệm nữa. Ấy là trình độ tu chúng ta đạt đến cái mức độ tâm an tịnh. Không biết mình nói điều này nó có đủ dễ hiểu đối với các vị không? Các vị nắm bắt được không?
Mình kể câu chuyện này thì các vị thấy điều mình kể nó rất là dễ hiểu. Trong thiền sử có một thiền sư tên là Kim Bích Phong. Ông đã thâm đạt chuyện tu rất là sâu sắc. Cho nên mỗi một lần ông nhập thiền, tức là mỗi lần ông công phu thiền tọa 15-20 ngày, có khi một tháng, rất bình thường. Thế rồi một hôm tuổi thọ ông chấm dứt, Diêm Vương sai quỷ sứ lên để dẫn ông về. Và họ dư biết một điều là ông đang tọa thiền ở cái khu vực đó, trong cái thất đó. Thế nhưng mà lên tìm hoài không biết đâu hết. Ông đang nhập thiền đó mà không biết đâu. Quỷ sứ nó hỏi ý kiến của thổ địa, nó nói tai nghe nói Kim Bích Phong ở đây mà tại sao tìm hoài không gặp. Thổ địa nói ồ, Kim Bích Phong đang nhập vào thiền định vô vi, an trú tâm trong sự tĩnh lặng rộng sáng vô niệm, cho nên tìm không ra đâu. Thế nhưng mà do vì ông chưa đoạn hết lậu hoặc, cho nên Diêm Vương còn sổ bộ của ông ở dưới âm phủ á. Nhưng mà tôi có một cái kế mách nước cho các vị quỷ sứ là có thể bắt được ông dễ dàng. Đó là bình thường ông nhập định thì ông thân tâm bất động, yên lặng. Thế nhưng mà còn một điều đặc biệt là đời sống ông gắn liền với cái bình bát. Ông rất quý cái bình bát của ông. Bình bát bằng ngọc thạch mà. Cho nên trước khi nhập thiền thì thiền sư ta đem nó giấu thiệt kỹ, sợ kẻ trộm lấy. Nếu thổ địa giỏi á, tìm ra cái bình bát đó mà khua bon ben thì ổng xuất định liền thôi, tại vì ổng tiếc của lắm rồi. Và thưa các vị là quý sứ, nghe điều mách nước này, anh chớp ngay cơ hội anh tìm cho ra cái bình bát báo kia. Và khi bươi rễ cây bươi đất ra tìm gặp bình bát, quý sứ cười ngất, nó rồi chuyến này là chúng ta kiếm được cái mánh để bắt Kim Bích Phong rồi. Và đánh cái bình bát bon ben cái tiếng ngọc nó khua cái Kim Bích Phong nhà ta xả định liền. Tưởng trộm nó lấy, tới nó lấy bình bát. Và tới chuyện xả định rồi, thấy hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa nó tới, dạ thưa ngài, Diêm Vương sai tôi lên bắt ngài. Hóa ra quá ra ta bị gạt thế này ư. Thôi được, cho ta vào vài phút, ta chuẩn bị rồi ta đi theo ông. Rồi ông xếp chân kiết già. Trước khi xếp chân kiết già, ông nói với Diêm Vương, ông nói là ví dụ như Diêm Chúa có thể rèn được một cái chiếc chìa khóa, khóa được hư không này cũng không bắt được Kim Bích Phong đâu, tao thách các người đó. Và thế là ông thở khì khì ba bốn hơi, ông nhập thiền. Quỷ sứ tìm hoài thì không ra. Và thưa các vị, tại sao ông ngồi đó và tìm hoài bắt thần thức đi không được là tại sao? Thưa, do vì lúc bây giờ ông an trú trong cái sự nhận biết vô niệm, cho nên bắt không được. Các vị mà khởi trong đây một tiếng thầm thì người nhân gian không thấy, nhưng mà quỷ thần thấy. Quỷ thần ở trình độ cao đó là các vị Bồ Tát. Còn các vị ngồi lặng im như thánh, nhưng mà lòng các vị bồn chồn buồn phiền, thế thì ai thấy? Ma nó thấy. Nó có một vùng lửa của cái năng lượng giận đỏ rực lên. Rồi các vị buồn đó thì cái năng lượng của thân các vị nó tỏa ra một cái vùng năng lượng đen sẫm. Cái buồn nó hiện ra bên ngoài, cho nên ma thấy. Và Đức Thế Tôn có một câu nói là Như Lai đảnh của ta, tức là đảnh của Như Lai. Thông thường ta cứ nghĩ cái đỉnh của Như Lai tức là cái nhục kế trên đầu này, nhưng mà không phải, thưa các vị. Đỉnh của Như Lai tức là pháp thân của Đức Thế Tôn, tức là trạng thái tâm bất động của Đức Thế Tôn. Thập phương chư vị Bồ Tát nhìn không thấy đỉnh của Thế Tôn. Chỉ có các vị Phật và các vị Phật mới thấy được đỉnh của Thế Tôn thôi. Có nghĩa là gì? Thế Tôn an trú trong định thì Bồ Tát không thăm dò được. Chỉ có Phật với Phật mới thăm dò được cái tầng định của Như Lai thôi. Hay nói một cách dễ hiểu đời thường để các vị có thể quy chiếu hiểu được điều này. Ví dụ như các vị là những người đam mê âm nhạc,
cái trình độ thưởng lãm âm nhạc của các vị nó đủ cao. Thế thì người ta sáng tác một bản nhạc, các vị nghe, các vị biết cái trình độ âm nhạc của người ta ngay, có phải vậy không? Rồi các vị là những người tu học giỏi, các vị nghe người ta nói vài câu, các vị biết cái trình độ tu học của người kia nó tương ưng với mình hay không. Rồi thấp hơn một tầng nữa, các vị nghe người ta nói vài câu thì biết rằng người kia cùng một tâm thức tình bà chúa xứ giống như mình thôi, thế là gặp nhau rất là dễ, có phải vậy không? Và điều này thưa các vị, ứng vô cái trình độ tâm thức tu nó cũng giống như thế. Khi tâm của các vị nó còn sao động, tiếng nói thầm thì còn, có nghĩa là cái sự sinh diệt của tâm thức các vị vẫn còn, và cái sự mịn màng của nó thì phàm phu ta không thấy. Phàm phu mình chỉ thấy được cái gì? Thấy được cái giận, cái buồn, cái bất an hiện ra trong mặt mày, trong dáng sắc, trong mắt mũi ta thì nhận ra. Còn cái sự suy nghĩ trong đây, ta có thể thoáng thấy được cái nét ưu tư, thế nhưng mà sâu hơn cái tầng đó ta không thấy. Người có con mắt tinh tường á, thưa thưa các vị, họ tu hành đạt được một trình độ nhất định nào đó thì họ nhìn các vị, họ có thể đoán được các vị đang lòng đang rối tung lên hay là đang ở trong cái trạng thái an tĩnh của tâm, họ đoán được. Rồi các vị thần linh thì các vị nhìn ra cái hào quang tỏa ra chung quanh các vị, hào quang đó là hào quang của hạnh phúc, của năng lượng từ bi, của từ tâm trải đầy, và của giận, của buồn, của ghét, của thương, của sao động bất an, người ta thấy được. Rồi cái tầng cao hơn thì tâm thức sinh diệt của các vị người ta nhận ra ngay. Và khi nào tâm ta còn sinh còn diệt, tức là còn cái tiếng nói thầm thì trôi chảy miên man, thì ta còn ở trong cái sự sinh diệt, thế thôi. Và tại sao tâm thức mình còn tiếng nói miên man thì còn ở trong sinh diệt? Tại sao như thế? Tại vì vừa khởi một ý thức suy nghĩ thì ta liền có bản ngã là ta đầy. Ta liền mình vào sự suy nghĩ, ta thấy tôi suy nghĩ, có phải vậy không? Cho nên an trú trong tự thể tâm bất động, nghĩa là an trú trong cái tầng bản thể vô ngã. Bản thể vô ngã mình lặp lại, không có nghĩa là nó trống lỏng như không bên ngoài, không có chi. Vô ngã nhưng mà cái sự nhận biết nó luôn tỏa chiếu, luôn sáng rỡ, luôn hiện tiền, gọi là vô ngã. Vô ngã nhưng mà linh tri, vô ngã nhưng mà cái sự nhận biết nó bừng sáng tỏ tường, cái trực cảm nó rất là bén nhạy. Đôi khi trong đời sống bình thường chúng ta cũng nếm được một chút hương vị của cái tâm vô ngã bất động này. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị mới học lái xe và đang lò mò tìm đường đến cái trung tâm Di Lặc này, thì việc phải làm của chúng ta là vừa lái xe vừa làm gì? Nhìn hai bên, đọc tên đường, phải không? Rồi gần tới nơi thì tâm thức mình nó loạn lên như một tổ ong đó. Đây này, chỗ này này, phải quẹo vô, phải dừng xe, chỗ nào là chỗ đậu xe, vân vân. Nghĩa là cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức các vị liên tục không bao giờ dứt. Thế nhưng mà các vị đã đến đây nó nhiều lần lắm rồi, đường các vị thuộc quanh vách. Thế thì cái việc làm của các vị là rất tự động, có phải vậy không? Không cần nói thầm thì gì cả. Tới đường này tự nhiên là mình biết lái xe đi vô, mình biết đậu chỗ nào, mình biết đường nào vô, và trong tâm thức mình nó vắng lặng yên bặt, không có cái sự thầm thì rộn ràng lo lắng, không có một tràng chữ ngôn ngữ gì trong tâm thức các vị nó diễn ra cả. Chỉ thuần một màu là sự an bình, tĩnh tại, nhận biết đi vô nhẹ nhàng. Còn mình chưa từng đến đây bao giờ thì cái đầu mình nó rối tung lên. Ngay cái phút giây mà các vị đã thuần đối với mọi công việc trên nhân gian này thì tâm thức của các vị rõ ràng là nó không có phải là bận biểu, lo âu, sao động gì cả, mà mọi việc các vị xử lý nó một cách trơn tru, nhẹ nhàng, thông thái, ổn định và rất bình thường. Thì cái trạng thái tâm
vô ngã bất động, nhưng mà nó luôn biểu hiện cái sự linh thông của nó là như vậy. Và khi nào lòng các vị không có rối rắm, các vị đã an trú trong trạng thái tâm rất là yên bình tĩnh lặng, thì mình để ý mà coi là mình giải quyết mọi việc rất là nhẹ nhàng, rất là hay, rất là dễ thành công nữa. Phán đoán mọi việc nhanh vô cùng, liếc mắt nhìn là biết việc gì phải làm ngay à. Còn khi cái đầu của các vị mà nó rối tung lên, cái tiếng nói thì thầm đó cuộn tròn lại như một cuộn chỉ rối, thì lúc bấy giờ mọi việc trước mắt dù nó rất là dễ mà ta giải quyết nó không có thông đâu. Ta rất là năng lượng rất là tiêu hao một cách phí phạm. Thế nhưng mà điều hành mọi công việc, giải quyết mọi công việc, nó không thể thông suốt được. Mình hãy nhìn những cái người không có đủ tài ba, họ điều hành những cái cơ sở giống như những nhà nghệ sĩ gãy đàn đó à, nhẹ nhàng thanh thản và việc nào ra việc nấy, đâu đều vào đấy cả, thì họ sợ một phép, có phải vậy không? Làm như chơi, họ dư tài. Còn mình mà ít tài ba thì mình vô trong sở làm, lỡ mà được người ta cử lên một cái chức vụ cao thì mình làm gì? Phập phồng phập phổi, lo âu vô cùng, thấy nhân viên nó đứng tụm ba tụm năm nó nói chuyện xì xò là mình hơi lo ngại rồi, không biết nó nói xấu gì mình đây. Nó nghĩ chắc, mình nghĩ chắc nó nói mình đang bất tài mà điều hành, và mình rất là sợ. Mình luôn dùng mọi cách để trấn ngự, đàn áp, khống chế người ta và điều hành mọi việc nó lượm thà lượm thượng, có phải vậy không? Và thưa các vị, điều này từ mức độ cạn của tâm thức sinh diệt cho đến cái tầng cao sự tu tập đều giống nhau cả. Và mình chia sẻ một vòng để trở lại cái điều mình muốn nói cùng các vị, đó là thiền tập ở mức độ cạn thì ta luôn dùng cái ý niệm sinh diệt để làm cho tâm thức của mình nó bớt đi đó đi đây. Thế nhưng mà khi thuần rồi thì các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra trên cánh mũi các vị, nhận biết đơn thuần thôi là đủ, không cần làm gì thêm cả, không cần phải nói thầm thì một cái câu nào thêm cả. Ví dụ thế này, trong những pháp môn tu tập khác, ví dụ mình chưa quen á, tâm mình nó cứ chạy lung tung, hết chạy về quá khứ tới chạy tới tương lai, cho nên mình phải dùng cái phương tiện là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để làm gì? Để kéo cái tâm lang thang chạy tứ tung bốn phương tám hướng nó về lại ngay bây giờ và ở đây. Thế nhưng mà niệm Phật thuần rồi thì sao? Thuần rồi thì sao? Nếu các vị vẫn cứ giữ cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục trong tâm thức các vị như một dòng nước chảy, thế thì trong đây nó vẫn còn, vẫn còn cái gì? Cái sinh diệt niệm chứ, phải không? Cái nào còn sinh thì nó còn, còn diệt. Và ta an trú ngay cái tiếng sinh diệt của tâm thức tuôn chảy một dòng, thế thì ta vẫn còn lanh quanh trong cái phương tiện ban đầu kéo tâm dừng lại ngay nơi thân. Thế cho nên đạt đến cái tầng niệm Phật tam muội, không biết những cái từ này các vị có quen hay chưa, đầu tiên người ta niệm Phật ra tiếng, có phải vậy không? Sau đó ta kiên căn niệm, tức là nhóp nhép môi thôi, nhép môi thôi mà không có ra tiếng, và càng đi vào chiều sâu thì bớt hao năng lượng. Các vị thử hình dung là mình nói một ngày coi, khan tiếng là một, hao thần tổn khí là hai. Tôi không biết rồi cái niềm đam mê niệm Phật của các vị niệm một ngày các vị có thấy nó hao thần tổn khí hay không, chứ theo tôi bằng cái nhìn của người nghiên cứu ít nhiều đồng y thì tôi thấy như thế. Bản thân của tôi đi giảng dạy Phật Pháp bằng tất cả niềm đam mê đó. Ấy vậy mà một ngày giảng ba thời về nằm sải chân sải tay, phải chết giả như thế. Một tiếng đồng hồ sau nó mới hồi phục năng lượng lại, mới tỉnh táo người lại. Thì các vị hình dung coi, cái khả năng niệm Phật ra tiếng nó hao năng lượng lắm chứ. Cho nên dần dần các bậc cổ đức dạy là sau cái giai đoạn niệm Phật ra tiếng, để ổn định tâm của các vị
Thì các vị niệm đến cái kim căn niệm là thầm niệm, nhóp nhép môi thôi, nhép môi thôi, khua động môi thôi, gọi là kim căn niệm. Rồi khua động môi mà nó đã yên, cái quá trình đã thuần rồi thì ta niệm cái gì? Tâm niệm chứ. Tức là bên ngoài tôi không làm gì cả, nhưng ở bên trong này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, như một dòng nước chảy liên tục không rời, gọi nó là tâm niệm Phật. Đạt đến trình độ này là giỏi lắm rồi. Nhưng mà bằng cái nhìn của giáo lý Đức Thế Tôn dạy thì ta chưa đạt đến cái trình độ của vô ngã bản thể, vẫn còn niệm sinh diệt trong đây, vẫn còn là một dòng chảy sinh diệt, đành rằng nó rất là liên tục. Thế rồi cái cuối cùng của sự niệm Phật định nghĩa trên danh tự thôi thì nó đã đủ sáng để cho chúng ta tu rồi. Phật là gì? Phật là giác. Là giác là gì? Là ánh sáng nhận biết của tự tâm các vị, gọi là giác. Dùng con mắt thiền quán nhìn vào là khi buồn, khi giận nó sinh khởi trong tâm các vị quên, các vị đồng nhất mình vào nó thì các vị mê. Các vị chỉ cần làm một điều là buồn này là một loại cảm thọ, tôi là cái năng lực nhận biết cái buồn, thì giác. Giác và mê nó cách nhau một đường tơ kẻ tóc chứ nó không phải xa. Thế thì cái chữ giác ngộ mà nhận hiểu cho chính thức, chính xác đó là cái gì? Cái năng lực nhận biết của các vị gọi là năng lực giác ngộ, gọi là tâm Phật bất động, gọi là ánh quang minh của Đức A-di-đà. Đức A-di-đà được gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, phải không? Mà mình niệm A-di-đà có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình an trú tâm mình ngay cái trạng thái của vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, thì gọi là niệm Phật. Bản thân của chữ niệm có nghĩa là dừng tâm lại ngay cái trạng thái giác ngộ, gọi là niệm. Chứ không phải tụng gọi là niệm. Mình A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là niệm Phật hay là tụng Phật? Tụng danh hiệu Phật đó chứ, chứ không phải niệm đâu. Tôi nói ra tiếng nè, tôi tụng kinh văn nè, các vị nghe từng tràng chữ nghĩa, đó là tôi tụng ra ngoài cho các vị nghe. Rồi tôi tụng thầm trong đây để cho ai nghe? Tôi nghe. Tôi đọc thầm bằng mắt, tôi tụng thầm bằng tâm thức, cũng có nghĩa là tụng chứ chưa phải niệm đâu thưa các vị. Niệm có nghĩa là dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây. Bản thân của chữ niệm có nghĩa là chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới, là an trú tâm ngay bây giờ gọi là niệm. An trú tâm ngay trạng thái nhận biết gọi là niệm. Mà trạng thái bừng sáng, không có tiếng nói thì thầm, đó là vô lượng quang của Đức A-di-đà, niệm Phật. Đúng nghĩa là an trú tâm ngay trạng thái nhận biết gọi là niệm Phật. Và cái vô lượng quang này, thưa các vị, do vì nó không phải mới có mặt ngay bây giờ, nó đã có mặt theo với các vị lúc các vị mới sinh ra, và nó đi theo các vị trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Nó chưa từng sinh ra, mà cái gì chưa từng sinh thì nó sẽ không bao giờ diệt. Có phải vậy không? Không sinh thì không, không diệt. Nó không phải vô lượng thọ là gì? Bản chất của vô lượng quang chính là vô lượng thọ. Thêm một điều nữa, nhật nguyệt bên ngoài có thể soi sáng được hành tinh này, nhưng mà soi được phân nửa hành tinh thôi. Ánh sáng kia không có thể đi vòng qua để soi phân nửa cái phía hành tinh bị lẫn khuất, cho nên chúng ta mới có ngày và đêm. Và ánh sáng bên ngoài cũng không thể soi được những cái vùng tâm tối nơi tâm thức của các vị. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nơi đáy lòng của các vị, mặt trời nào mà soi thấy. Nhưng mà có một cái ánh sáng đặc biệt của Đức Di Đà, của chính các vị soi thấy nó. Cái gì là ánh sáng Đức Di Đà nơi chính các vị? Cái nhận biết của các vị là ánh sáng Đức Di Đà của chính các vị đó. Có phải vậy không? Ai biết các vị đang buồn? Ai biết? Thưa, không ai ngoài nhìn thấy các vị biết cái buồn của các vị cả, mà phải là người, phải là chính ta nhận biết cái buồn đang có trong ta. Khi ta thấy cái buồn đang có trong ta thì cái điều hẳn nhiên đó là thế này: cái buồn là cái bị ta thấy,
ta là cái thấy, có đúng vậy không? Thế mà nói tôi buồn, nói trật ra nói trúng, đúng nguyên tắc không có trúng đâu. Tại vì cái buồn bị tôi nhìn, tôi là người nhìn, tôi nhìn thấy các vị, rồi tôi vơ vào, tôi nói là các vị là tôi thì trúng hay trật? Trật chứ. Các vị là đối tượng trước mắt tôi để tôi thấy, tôi là người đang thấy. Từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào bên trong thì cái buồn đang sinh khởi trong tôi là người thấy cái buồn, thì nguyên tắc hẳn nhiên nó rất là đúng đắn, đó là cái buồn là cái bên ngoài tôi, cái bị tôi nhận diện, mà tôi là người nhận diện cái buồn. Thế thì nói tôi buồn, nói trật không có trúng bao giờ. Nó là cái bị tôi thấy, nó là một loại chùm gửi ghé vào thân cây của tôi, dạo chơi một chút rồi nó ra đi, chứ không hề ở lâu trong đời sống của tôi. Trừ phi tôi thích nó quá, tôi mời nó ở lại, tôi ghi nó vô ổ cứng, tôi chép nó vào hồ sơ lưu để dành lâu lâu tôi triều mến nó một chút, tôi mời nó ra để có chút buồn cho cuộc đời đỡ khổ. Thế thì nó mới còn lại trong tôi, thưa các vị. Còn đúng ra thì nó có, ta có thể loại trừ được đó. Và từ cái điều này, thưa các vị, niệm Phật có nghĩa là niệm cái bản tánh giác ngộ của các vị. Hay dùng cái từ đúng đắn hơn, niệm Phật có nghĩa là gì? An trú tâm ngay sự nhận biết, để nhận biết tất cả những cái sinh khởi trong tâm các vị, gọi là niệm Phật. Và mình chỉ cần niệm Phật như thế thôi thì cái gì nảy sinh trong đời sống ta? Mình loại trừ tất cả phiền não, nghiệp chướng, khổ đau, lo âu, phiền muộn. Mình loại trừ tất cả những cái gọi là buồn giận bất an của đời người. Và ngay bây giờ ở đây mình nếm được hương vị chánh pháp, mình giải thoát được liền chứ không có khăn gì cả. Và Phật Pháp không phải là một loại triết lý để mình học, mình khoe với đời là tôi biết học Phật Pháp. Thưa không phải. Phật Pháp là ứng dụng ngay trong đời sống để cứu vớt đời sống ta, để làm cho đời sống ta có được an lạc hạnh phúc. Và nếu tu giỏi thì ngay trong một đời các vị nếm hương vị Phật Pháp, các vị vượt thoát sầu khổ bất an, các vị chứng nghiệm được trạng thái an lạc ngay nơi tự tâm các vị. Không phải là cái điều xa vời, không phải là triết lý bồng bềnh, không phải là một loại lý luận gì để cãi nhau cho vui, để hí luận hết. Mà nó là cái điều ứng dụng rất thực vào nơi đời sống của chúng ta, để chúng ta nếm được niềm vui và an lạc giữa cuộc đời. Đó là Phật Pháp. Và các vị thử làm coi. Các vị thử làm một việc là cứ ngồi an tịnh tâm, khép mắt lại, nhận biết hơi thở đang đi vô, nhận biết hơi thở đang đi ra. Đầu tiên thì mình còn cần một cái đối tượng, đó là hơi thở đi vào đi ra. Mình dùng cái hơi thở đó là một đối tượng để khơi mở, để làm cho cái sự nhận biết nó luôn có mặt. Thế nhưng mà không có nghĩa là chỉ có hơi thở đi vô đi ra sự nhận biết mới có mặt, mà còn cái gì nữa? Trong đời sống của chúng ta, từ lúc mở mắt thức giấc cho tới lúc các vị đi vào giấc ngủ, thì cái sự nhận biết nó luôn đi theo các vị chứ. Nó có rời các vị lúc nào đâu. Chỉ có điều tội tình cho chúng ta là chúng ta quên. Cho nên mình cứ chạy ra cảnh. Chạy ra cảnh là gì? Nhìn bông hoa, ý thức mình nó dẫn dắt mình đi xa nghìn trùng. Nhìn một người, ý thức mình nó còn dẫn dắt xa nghìn trùng hơn nữa. Âm thanh nó đến với tai, ý thức của các vị nó dẫn dắt. Từ cái tiếng nói thì thầm kia, nó dẫn dắt đến cái chuyện mình hồi tưởng cái người nọ. Từ cái người nọ nó phát sinh dây mơ rễ má tới một người kia, cả một tràn dài đi lanh quanh. Trịnh Công Sơn nói là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Mình đâu có mỏi mệt đâu, đi hoài. Từ cái chuyện này đi tới chuyện kia, và đi xa nghìn trùng. Và lâu lâu mình hay dẫn vài câu nhạc Trịnh Công Sơn. Thực ra những người nghệ sĩ á, họ có một cái cảm thức rất là bén nhạy. Họ có những cái cảm nghiệm về đời sống nó nhạy vô cùng, nhưng mà họ tu không được. Tại vì tâm thức họ nó quá nhạy cảm, rất là khó tu. Cái sự tu tập, thưa các vị, không phải là nhạy cảm, mà tu tập đó là
cái sự bền bỉ kiên trì các vị thực tập, nó tiệm tiến dần dần các vị mới thành đạt. Có những người họ nhạy cảm vô cùng, họ nắm được Phật pháp rất là nhanh, thế nhưng mà tu không được. Và tâm thức nhạy cảm nó dẫn mình từ cái nhạy cảm này qua cái nhạy cảm khác, cho nên rồi cuộc đời đi lanh quanh. Biết rằng đi lanh quanh cho đời mỏi mệt, thế nhưng mà người ta vẫn đi lanh quanh. Và những cái cảm nghiệm của chàng nhạc sĩ kia có nhiều câu hay lắm. Hôm qua mình nói chuyện ở dưới chùa Thiền Tịnh của ông ấy, mình có dẫn một câu, bữa nay mình dẫn lại để cho các vị thấy là cái mức độ nhạy cảm của tâm thức người nghệ sĩ. Anh có một câu trong cái bài hát là: từ lúc đưa em về là biết xa nghìn trùng, hay là thấy xa nghìn trùng vậy đó, mình không có nhớ. Đại khái cái ý của nó là vậy. Rước người ta về là thấy cái khoảng cách nó đã có mặt rồi. Người ta chưa về với mình thì thấy nó gần, nhưng mà ở gần nhau thì thấy nó xa nghìn trùng. Có chuyện này không? Thưa có chứ. Và cuộc đời nó là như thế thưa các vị. Và mình hỏi nhau là tại sao nó xa nghìn trùng như thế? Mới vừa gặp thì thấy nó rất là gần, mơ ước được gần nhau. Thế nhưng mà khi đã gần nhau rồi là xa nghìn trùng. Do ý thức của các vị. Chúng ta bị ý thức của mình nó lừa gạt mình từ hồi bé cho tới giờ thưa các vị. Mình nhìn một món đồ, nhìn một con người, nhìn tất cả mọi thứ nó đến với mắt các vị. Bản thân có điều đó nó chưa nói cái gì cho các vị biết đâu, nhưng mà các vị đã nói thầm về điều các vị tiếp xúc cái đã. Mình nhìn thấy người ta thực tế là họ chưa nói điều gì với mình cả. Thế nhưng mà trong đây mình đã diễn dịch bao nhiêu điều về con người kia rồi. Có phải vậy không? Rồi mình cứ đi lanh quanh trong cõi luân hồi do ý thức của mình nó lạc dẫn mình. Chào hai anh. Dạ, anh cho em được phỏng vấn anh trước được không ạ? Dạ, cho hỏi anh tên gì ạ? À, dạ, Pháp Danh Từ Hóa. Pháp Danh là Từ Hóa. Dạ, anh cho em biết là anh có thường đến Trung tâm Văn hóa Phật giáo Di Lặc để tu học không? À, không, thường thường chở ba mẹ tới xong đi về. Ồ, vậy đây là lần đầu tiên anh đến đây nghe Pháp Thoại phải không ạ? Phải. Yeah. Vậy cũng là lần đầu tiên anh nghe Thượng Tọa thuyết giảng. Yeah. Vậy thì anh có từng tham dự một khóa tu học nào ở các chỗ khác chưa? À, cũng có. Cũng có. Ở đâu nè? Ở Lộc Uyển, Kim Sơn rồi cũng đi vòng vòng vậy. Yeah. Vậy là anh đã từng có biết với đối sự thực tập, thiền tập rồi đúng không ạ? Dạ. Yeah. Vậy thì sau cái bài học pháp thoại hôm nay anh cảm thấy thế nào? Lần đầu tiên nghe thầy anh thích không? Yeah, rất là thích. Thì mình nghe giống như mình nghe nhiều xong rồi lâu chưa đi lại nên những cái mình học thì mình quên đi. Xong rồi nghe thầy giảng thì giống như những cái đó nó trở lại cho mình với mình. Thì... Yeah. Vậy thì ví dụ lần sau thầy tới đây giảng nữa anh có tới không? Lần sau chắc dẫn ba mẹ tới chắc. Yeah. Hy vọng anh sẽ dẫn thêm nhiều bạn bè tới nữa. Yeah. Thường hay đi giống như học với trường đó, đi Lộc Uyển xong rồi năm nào cũng đi, xong rồi dẫn bạn một lần đi dẫn bạn rồi tới. Yeah. Một lần ở dưới Lộc Uyển nó có retreat đó, thì một lần đi nào xuống cũng có dẫn bạn xuống. Dạ, yeah. Yeah. Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Dạ. Yeah. Dạ, chào anh tên gì? Dạ, pháp danh là Quảng Minh Hòa. Quảng Minh Hòa. Dạ, cũng một câu hỏi như là anh Thường Hòa, thì có phải đây là lần đầu tiên anh đến Trung tâm Phật giáo Di Lặc không? Dạ, yeah, cũng là lần đầu tiên em đến trung tâm này. Yeah. Anh có từng tham gia các khóa tu học ở đâu chưa? Em thường hồi xưa em hay đi khóa tu học ở Kim Sơn mùa hè với là mùa đông, với là mùa anh cứ kết hợp. Vậy thì anh cũng đã từng nghe rất nhiều thầy giảng pháp rồi phải không ạ? Dạ, yeah, cũng nghe, từng nghe nhiều thầy lắm rồi. Yeah. Vậy thì hôm nay anh thấy thế nào sau khi anh nghe thầy Phước Tịnh? À, hôm nay em thấy thầy nói rất là giọng và rất là từ tốn, an hòa, nên tôi thấy đại chúng nghe cũng cảm thấy thân thiện. Với lại thầy cũng lâu lâu cũng có một chút khôi hài một chút cho làm bài chúng, lúc nào cũng tỉnh táo lại một chút. Em thấy thầy cái cách giảng của thầy cũng rất là thuyết phục của đại chúng. Vậy thì ngoài ra đó, anh có từng nghe được thầy Thượng Tọa giảng ở trên TV hay là ở trên đài, trên băng dĩa gì chưa? À, dạ, đây là lần đầu tiên em nghe Thượng Tọa. Dạ.
Vậy thì xin chúc anh có nhiều niềm vui trong sự tu tập và mong anh dành thời gian để thỉnh văn dĩa để đem về nhà nghe và thực tập. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Dạ, chào cô xin mong pháp danh của cô là gì? Pháp danh của cô là Chân Thường. Dạ, dạ, cô Chân Thường. Dạ, cô Chân Thường ơi, cô có thường đến trung tâm không? Có dám đi lại để tu học không? Năm ngoái mình có đến một lần ở đây, có tổ chức pháp hội Địa Tạng. Và còn đây là lần thứ tư, năm nay là ba lần nữa là lần thứ tư tới Tân Hòa Giám để học hỏi và được nghe Thượng Bảo Đức Thầy giảng. Vậy thì cô có thường nghe, cô có được nghe thầy Thích Tịnh nghe ở Nam Đài hay là trên băng nghĩa gì chưa? Mình được cái duyên là thầy dạy học Phật của mình đó là thầy Trương Phước đó, giới thiệu băng của thầy Phước Tịnh, thì mình được nghe trước đây tới nay là hơn một năm rồi. Thì hàng ngày mình vẫn nghe đó, đi làm bận đi bận về mình cũng nghe băng của thầy. Yeah. Nhiều khi tới sở rồi mình cũng không có muốn vô nữa, tại vì mình nghe chưa có xong. Mình thấy băng thầy rất là hay, rất là thực tế, cho những người mới học Phật cũng hiểu được, và những người học Phật ở trình độ nào cũng hiểu được. Lời nó đơn giản mà nó rất là hay cho mỗi từng lớp tu hành, cho từng pháp môn đều thâm nhập được hết á. Rồi sau này mình lại gặp thầy được một hai lần, mình thấy cái hay ngoài cái lời giảng của thầy còn một cái hay của cái thân giáo của thầy, mình học rất là được nhiều điều. Mình thấy học Phật nó rất là thích thú mà nó dễ. Dạ thưa cô, theo lời cô chia sẻ thì cô rất là thích những lời giảng của thầy và cô đã ghi lại những cái bài thơ mà thầy đã dạy. Vậy thì cái bài nào làm cô tâm đắc nhất mà cô có thể chia sẻ với khán giả đài truyền hình? Thầy giảng thì mình ghi lại cũng được nhiều bài lắm, nhưng mà cái bài mà đắc nhất là cái bài Về Đi Thôi. Nó là về đi sao chẳng về đi, giường quan nhà vắng còn chi không về, đem tâm để hình hài say khiến, còn ngậm ngùi than vãn với ai, chuyện qua dối hối hận mà chi, hôm nay hãy biết làm gì cho đang. Nẻo mê có muôn vàng xa cách, biết quay về gắn đất mà nhà xưa, con thuyền thuận nẻo gió đưa, gió phe phẩy áo người lơ lửng chèo. Cái bài thơ rất là hay, rất là ý nghĩa, mà mình đọc rồi mình tự nhiên mình cũng muốn nghẹn ngào theo cái bài thơ đó nữa. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Mây trên cao, mây dưới thấp, mây trắng lững lờ như hồ tận. Mặt trời vẫn yên tâm, tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban, nguồn an vui và chi sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Ánh đạo vàng thế giới truyền lan.